chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể và trách nhiệm trong vụ Út Chọc. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thể, khi giải trình với cơ quan cảnh sát điều tra, khẳng định bản thân đã thực hiện đúng chức năng trách nhiệm được giao. Trong khi cơ quan tố tụng xác định ông có một phần trách nhiệm trong vụ án của Út Chọc và Đinh Ngọc Hệ. Đây là hình ảnh ông Đinh Ngọc Hệ đang thụ án 30 năm tù. Truyền thông nhà nước Việt Nam cũng loan tin vừa hôm 1 tháng 12. Cụ thể, liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền hạn và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Chọc, cùng đồng phạm chuẩn bị hầu tòa. Theo đó, cơ quan tố tụng xác định ông Thể có một số bút phê liên quan. Trước đó vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Văn Thể đã có bản tường trình gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, nói rằng ông thực hiện đúng nhiệm vụ khi bút phê chỉ đạo cấp dưới theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất của công ty Yên Khánh. Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã có bút phê chỉ đạo. Theo giải trình của ông Thể là những lần chỉ đạo để giải quyết việc công ty Yên Khánh không trả tiền mua quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là đúng theo quy định tại hợp đồng mua bán bản quyền thu phí. Còn việc đầu tư xây dựng hai nút khác ở mức giữa tuyến nối Tân Tạo và Chợ Đệm với tỉnh lộ 10 và đường Trần Đại Nghĩa và hợp đồng bán quyền thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là hai dự án độc lập. Ông Thể cho rằng chỉ phụ trách dự án đến giai đoạn phê duyệt xong về đề xuất. Những bước tiếp theo cấp thẩm quyền quyết định là Thủ tướng Chính phủ. Theo cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Văn Thể có một phần trách nhiệm trong việc không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng với công ty Yên Khánh. Thế nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại trong vụ án trên, nên không được xem xét trách nhiệm hình sự với ông Nguyễn Văn Thể. Một số nhà quan sát cho rằng ông Nguyễn Văn Thể rõ ràng là có liên quan nhưng đã thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Bởi một khi cáo trạng định hướng ông Thể chưa đủ cơ sở xem xét hình sự, thì tất nhiên các báo cũng đều theo hướng đó để dẫn lối dư luận, không thể nào khác được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể hiện đương chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Một số người am hiểu cho việc chạy trọt bình biến cho rằng bởi lẽ ông Thể vẫn còn đương quyền và không bị giam giữ, nên tất nhiên ông cũng rộng đường chạy án, lo lót các khâu trước khi có kết luận điều tra và cáo trạng. Trong khi đó, ông Đinh La Thăng đã nằm ấp, dĩ nhiên được ưu tiên nhận hết tội cho gọn quy trình. Đây cũng là nguyên nhân mà các ông Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang đến nay vẫn bình chân như vậy, mặc dù có quá nhiều sai phạm tày trời hiển nhiên, dễ thấy, nhưng rốt cục chỉ ở mức bị phê bình, khiển trách hay cách chức rồi dừng lại ở đó mà thôi. Tất nhiên, những chức này cũng đã không còn nữa. Trước đó, từng có nhiều tin đồn đoán rằng khả năng ông Thể sẽ vào lò. Nhưng theo quan sát trên báo chí thì lần này ông Thể có thể tạm thở phào nhẹ nhõm đã qua khỏi. Dân cư mạng xã hội từng đặt cho ông Nguyễn Văn Thể một biệt danh rất xấu, đó là Thể Cá Cha. Tác giả Thảo Ngọc có bài bình luận trên mạng Dân Làm Báo rằng sở dĩ với biệt danh Thể Cá Cha là vì ông này nổi tiếng ăn bẩn khi còn là thứ trưởng, kể cả sau vụ làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nói đến Nguyễn Văn Thể, chắc mọi người không thể quên vụ bốt cai lệnh Tiền Giang, nổi đình, nổi đám về những sai phạm động trời của Bộ Giao thông Vận tải. Mà khi đó, ông Nguyễn Văn Thể làm Thứ trưởng phụ trách phía Nam, là người trực tiếp phụ trách dự án và ký các quyết định để triển khai dự án này. Vào năm 2013, ông Nguyễn Văn Thể, khi đó là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã gửi văn bản gợi ý đặt trạm thu phí bốt cai lệ trên quốc lộ 1, tức là nằm ngoài tuyến tránh, đề nghị tỉnh Tiền Giang thống nhất và hợp thức hóa các thủ tục. Ông cũng là người ký quyết định phê duyệt dự án này và các tài liệu hồ sơ dự án cho thấy tỉnh Tiền Giang đã làm theo trong tình thế đã rồi. Đây là hình ảnh bốt cai lệ Tiền Giang nhiều lần thất thủ phải xả trạm vì quá trình đấu tranh quyết liệt của cánh tài xế và người dân phản đối việc thu phí vô lý trái luật này. Duyệt một đường làm một nẻo tại quyết định số 2174 lập dự án đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 qua thị trấn Cái Lậy, không hề có nội dung tăng cường mặt quốc lộ 1, sau đó
quyết định thay đổi tên và thêm nội dung tăng cường mặt đường và bảo trì quốc lộ 1 một chiều dài 26,5 km. Họ làm đường tránh bốt đi qua thị trấn Cái Lậy dài 12 km, nhưng họ lại tự ý nâng cấp tuyến đường cũ là quốc lộ 1 dài 26 km. Họ đặt trạm thu phí ngay trên đường quốc lộ 1, theo kiểu chặn họng. Đường đó khiến những người không đi vào đường tránh bốt cũng phải đóng phí một cách vô lý. Thu phí thì rất quá cao. Cao tốc Trung Lương 62 km có 6 làn xe, thu 40.000 đồng một lượt. Còn đường tránh Cai Lậy dài 12 km thu 35.000 đồng một lượt. Tính ra đường tránh Cai Lậy thu cao gấp 14 lần cao tốc Trung Lương. Và nhân dân đã phản ứng dữ dội, gây ra cuộc chiến có 102, làm cho nhóm lợi ích phải đầu hàng, đó là cuộc chiến tiền lẻ nổi tiếng. Thế nhưng vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, trước câu hỏi về trách nhiệm khi là người trực tiếp ký quyết định triển khai dự án bốt Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang, nhiều tai tiếng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vẫn ngoác mồm khẳng định rằng không có tư túi, không lợi ích nhóm trong dự án này. Nhưng nay, tình hình thời tiết đã thay đổi. Với việc báo chí đồng loạt ra đòn, phanh phui những sai phạm như thế này, chứng tỏ đã được bật đèn xanh, thì xem ra sinh mạng chính trị của Thể Cá Tra khó bảo toàn. Nếu như Thể biết cách đưa ra thật nhiều tiền theo công thức đa kim ngân phá luật lệ thì có thể thoát nạn không vào lò. Nhưng chắc cũng hết cơ hội cơ cấu vào Ủy viên Trung ương khóa 13 và như vậy Thể lại mang cặp về quê miền Tây nuôi cá tra và tiếp tục. Đây là hình ảnh độ uốn lượn kinh dị của đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Dự án này được nhà thầu Trung Quốc thi công theo kế hoạch phải hoàn thất và khai thác từ năm 2015 đến nay, 8 lần thay đổi chưa thể vận hành. Nhưng lần này không phải là mồ hôi xương máu của người dân đã bị ăn cướp qua đồng tiền thuế, mà là ăn tài sản của những người dân nơi khác. Vì dân miền Tây có thói quen nuôi cá tra trong ao của mình, làm cầu ao và cho cá ăn. Ngoài kết luận cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng là chủ mưu vụ án liên quan đến đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cơ quan điều tra cũng xác định ông Nguyễn Văn Thể khi đó là thứ trưởng, là người ký nhiều văn bản liên quan. Theo kết luận điều tra, quá trình quản lý việc thanh toán tiền trúng thầu, ngay cả khi công ty Yên Khánh thanh toán không đúng hạn hợp đồng, Tổng công ty Cửu Long đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Bộ này có 12 văn bản chỉ đạo, trong đó ông Nguyễn Văn Thể, lúc này là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã ký 3 văn bản chỉ đạo đều không đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định thu quyền thu phí. Kết luận điều tra nêu ra như vậy. Và cụ thể, vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, ông Nguyễn Văn Thể đã ký văn bản số 11594 gửi Tổng công ty Cửu Long, công ty Yên Khánh, nội dung chỉ đạo yêu cầu công ty Yên Khánh căn cứ thông báo kết luận của Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện thanh toán theo đúng tiến độ cam kết. Giao Tổng công ty Cửu Long có trách nhiệm thanh toán theo đúng cam kết này. Tiếp đến, ông Thể cũng ký văn bản cũng có nội dung tương tự. Khi Tổng công ty Cửu Long có báo cáo đề xuất chấm dứt hợp đồng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký tờ trình vào ngày 22 tháng 6 năm 2015 gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng về tình hình thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Đây là hình ảnh trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương do công ty Yên Khánh quản lý. Trong báo cáo này có ghi rõ, đến nay đã có đủ cơ sở để xem xét chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đối với công ty Yên Khánh. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2015, ông Đinh La Thăng có bút phê và tờ trình chỉ đạo. Đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng của hai bên đã ký và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước, Tổng công ty Cửu Long. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thể cũng ghi ý kiến chỉ đạo tiếp tục dưới bút phê của ông Đinh La Thăng như sau. Gấp yêu cầu Tổng công ty Cửu Long, vụ tài chính, pháp chế làm việc lại với công ty Yên Khánh thảo luận từng vấn đề cụ thể, có kết luận rõ ràng, dứt khoát, để có lý do báo cáo sự chậm trễ và cấn trừ số tiền phải thanh toán. Công ty Yên Khánh có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị về việc giao công ty Yên Khánh được chỉ định làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm thuộc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hình thức hợp đồng bốt hoặc bốt kết hợp với tổng đầu tư là 1.300 tỷ đồng. Và ông Đinh La Thăng ghi bút phê vào tờ trình như sau: đồng ý kính chuyển anh Thể giải quyết. Theo kết luận điều tra, việc ông Nguyễn Văn Thể ký các văn bản chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long và chủ trì kết hợp kết luận nhiều cuộc họp
để chỉ đạo lập thủ tục phê duyệt dự án, ký văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị thực hiện phương án tài chính, ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chỉ định công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư, ký quyết định phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức BOT. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng, ký nhiều quyết định không đúng quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung của công ty Yên Khánh đề xuất. Và kết luận điều tra và cáo trạng xác định ông Đinh La Thăng bị xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào hôm 29 tháng 3 năm 2018. Kết luận điều tra có đoạn như sau. Ông Thăng nắm rõ các quy định pháp luật về quản lý tài sản của nhà nước và chuyển giao quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị đặc biệt lớn, cần tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để tối ưu hóa việc bán quyền thu phí. Ông chỉ đạo để cho công ty của Đinh Ngọc Hệ còn được biết với tên Út Trọc là công ty đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí. Biết toàn bộ hoạt động triển khai đề án, kết quả bán đấu giá được thực hiện không đúng quy định pháp luật và cũng biết công ty Yên Khánh kéo dài, không thanh toán tiền đấu giá đúng thời hạn, phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chuyển giao quyền thu phí lại cho nhà nước. Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng không những không chỉ đạo chấm dứt trước hạn hợp đồng mà còn yêu cầu để doanh nghiệp trả từ từ. Kết luận điều tra nói hành vi của ông Thăng cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và rằng ông Thăng có vai trò chủ mưu cầm đầu. Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị xác định vi phạm nhiều quy định pháp luật gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2020 với bản tin Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể và trách nhiệm trong vụ Út Trọc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.